21 đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô vừa bị Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô không thời hạn. Quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô không thời hạn kiến ngày 13 tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Lý do thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với 21 đơn vị này là các nhà xe không kinh doanh vận tải trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp phép kinh doanh hoặc ngừng kinh doanh vận tải trong thời gian 6 tháng liên tục quy định tại điểm B khoảng 6, điều 19, nghị định số 10, 2020. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị nộp lại giấy phép kinh doanh vận tải trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực. 21 đơn vị kinh doanh vận tải, chủ yếu đăng ký kinh doanh xe hợp đồng, tuyến cố định, vận tải hàng hóa bằng container được cấp giấy phép từ tháng 4 năm 2023. Một số đơn vị bị thu hồi như công ty cổ phần AST Group, công ty du lịch công vàng, Công ty dịch vụ vận tải HAT, công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thành công, công ty vận tải Huỳnh Thiện Phúc, vận tải Quốc Cường, công ty hóa chất Bảo Long, công ty thương mại dịch vụ Hồng Cầm, hợp tác xã The X-Car. Cùng thời điểm này, Sở Giao thông Vận tải cũng có quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô không thời hạn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi Lý do thu hồi giấy phép căn cứ theo quy định tại điểm A khoảng 6 điều 19, Nghị định số 10 2020, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô khi doanh nghiệp này cung cấp bản sao không đúng với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh. Khoảng 14 giờ 30 ngày 15 tháng 11, người dân phát hiện có khói lửa bốc lên tại chung cư 12T5, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Cụ thể vụ cháy xuất phát từ một căn hộ tại tầng 5 tòa nhà C thuộc chung cư này. Lúc này cư dân chung cư nhanh chóng tri hô tìm đường thoát khỏi tòa nhà. Bên ngoài, hàng chục người kéo vòi nước, bình cứu hỏa tại chỗ để dập lửa, đồng thời nhờ lực lượng chức năng ứng cứu. Nhận tin báo, lực lượng cứu hỏa điều 5 xe chữa cháy, một xe thang chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Đến 14 giờ 50 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế nhưng khói đen vẫn bốc ra nghi ngút, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát hiện trường. Có mặt tại hiện trường, ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Sơn Trà cho biết vụ cháy may mắn được phát hiện khống chế kịp thời. Tuy nhiên, chung cư cần xem xét lại vị trí đậu đổ xe của cư dân, tránh cây ách tắc, ngăn cản xe chữa cháy tiếp cận thực hiện nhiệm vụ. Cần phải đảm bảo khu vực công cộng luôn thông thoáng để các xe chữa cháy, cứu thương dễ dàng tiếp cận khi có sự vụ. Nguyên nhân vụ cháy thiệt hại ban đầu đang được tiếp tục làm rõ. Một đôi vợ chồng đang nghỉ trưa trong nhà thì quả đồi phía sau sạt lở. Hàng trăm khối đất đá đổ vào nhà vùi lấp họ, chính quyền địa phương huy động hàng chục người chạy đua với thời gian để cứu nạn nhân. Đến trưa 15 tháng 11, lực lượng chính quyền, công an xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã cứu được hai vợ chồng bị mắc kẹt trong nhà do đất đá sạt lở vùi lấp. Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày, ông Trần Đình Minh sinh năm 1972 Chú tại thôn Đồng Hòa, xã Bình Tiến và vợ là bà Nguyễn Thị Thủy Tiến sinh năm 1978 đang nghỉ trưa trong nhà thì bất ngờ đất đá từ quả đồi phía sau sạt lở. Một tiếng động lớn, sau đó hàng trăm mét khối đất đá ập vào ngôi nhà từ phía sau, khiến vợ chồng ông Minh không kịp chạy thoát ra ngoài nên bị mắc kẹt trong tình trạng bị vùi lấp. Ông Lê Văn Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Tiến kể lại rằng ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động hơn 40 người bao gồm các lực lượng của xã, thôn và người dân khẩn trương đào bới tìm cách cứu nạn nhân. Lực lượng cứu hộ xác định vị trí nạn nhân mắc kẹt là ở khu vực gần tường nhà nên đã dùng thiết bị khẩn trương đột phá một mảng lớn nhằm ứng cứu. Đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, vợ chồng ông Minh đã được cứu thành công đưa đến bệnh viện để chăm sóc sức khỏe. Từ ngày 14 tháng 11 đến nay, tại tỉnh Thừa Thiên Huế đã xuất hiện mưa to đến rất to, khiến cho khu vực thành phố Huế và nhiều địa phương bị ngập nặng. Mưa lớn xảy ra ở vùng cao nên đất đã đạt tới độ bão hòa. Vì vậy, cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo về lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Cần đề phòng khi lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, các đoạn đường ngập sâu, các khu vực có độ dốc lớn. Ngày 15 tháng 11, ông Phạm Hữu Dũng, giám đốc ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An Agribank, chi nhánh thị xã Cửa Lò tỉnh Nghệ An đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ cướp xảy ra trước đó vào chiều 14 tháng 11. Vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 18 phút ngày 14 tháng 11, trong khi cán bộ giao dịch viên phòng kế toán và ngân quỹ tại trung tâm chi nhánh đang thực hiện giao dịch với khách hàng thì có một đối tượng nam đóng vai khách hàng, mặc áo phao màu đỏ mang giày thể thao, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đi thẳng vào quầy giao dịch. Đối tượng dùng dao kề vào cổ khống chế một nữ giao dịch viên ngân hàng để thực hiện hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên, các nam nhân viên trong quầy tri hô bắt cướp nên đối tượng nhảy qua bàn bỏ chạy. Theo báo cáo của ngân hàng, trong lúc đối tượng chưa thực hiện hành vi lấy tiền thì cán bộ ngân hàng phát hiện và thực hiện ngay những biện pháp kỹ năng trong việc phòng chống tội phạm, do đó đối tượng đã không thực hiện hành vi và bỏ chạy. Cán bộ và vệ sĩ ngân hàng đã kịp thời truy đuổi. Mặc dù bị ngã nhưng đối tượng vẫn tiếp tục đứng dậy và chạy trốn. Sau khi bỏ chạy ra ngoài trụ sở, lực lượng bảo vệ và nhân viên ngân hàng tiếp tục truy đuổi. Tuy nhiên, đối tượng dùng dao nhọn chống trả quyết liệt khiến quá trình đuổi gặp nhiều khó khăn. Đối tượng này sau đó leo lên xe máy dựt sẵn và tẩu thoát. Ngân hàng đã báo cáo cho công an thị xã Cửa Lò về sự việc. Cơ quan công an sau đó đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, trích xuất camera và điều tra truy bắt đối tượng. Ngày 15 tháng 11, Công an quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Ngọc Phương, 23 tuổi, tên thường gọi là Phương Bà Láng, trú phường Hòa Minh quận Liên Chiểu để tiếp tục điều tra hành vi bảo kê cưỡng đoạt tài sản. Điều tra ban đầu, trên tuyến đường Hoàng Thị Loan nổi lên tình trạng hàng quán bị các nhóm đối tượng đến đe dọa, ép nhận bảo kê nếu muốn yên ổn làm ăn. Đa phần đối tượng đến quán đặt vấn đề bảo kê đều có nhiều tiền án tiền sự. Đến ngày 14 tháng 11, các trinh sát bắt gọn Vương Bà Láng khi đối tượng này đang cầm đầu đường dây bảo kê của mình. Bước đầu tại cơ quan công an, Phương khai do không có nghề nghiệp nhưng muốn có tiền tiêu xài sang chảnh như giang hồ mạng, nên đã rủ một số đối tượng cộm cán khác hợp tác làm ăn, cho rằng vì bản thân có quá khứ bất hảo, trên người lại có nhiều hình xăm nên dễ dàng hành nghề. Từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, nhóm của Phương đã chín lần lấy tiền bảo kê của một quán nhậu, tổng số tiền 34 triệu đồng. Quân đội Israel cho biết đã truy lùng các thành viên Hamas tại một số khu vực nhất định của bệnh viện Al-Shifa ở Gaza rạng sáng 15 tháng 11 theo giờ địa phương, nơi Hamas bị cáo buộc đang duy trì trung tâm chỉ huy. Theo kênh Al Jazeera, bước đi này được xem là rất mạo hiểm và nguy hiểm vì bên trong bệnh viện Al-Shifa có khoảng 7.500 người Palestine, bao gồm bệnh nhân, bác sĩ và người dân. Tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel cho biết hoạt động này dựa trên thông tin tình báo và sự cần thiết của nó. Hoạt động này không nhằm gây hại cho bệnh nhân, nhân viên y tế hoặc người dân trong bệnh viện. Phía Hamas luôn phủ nhận sử dụng bệnh viện làm vỏ bọc hoạt động. Quân đội Israel khẳng định, cơ quan y tế Gaza và ban quản lý bệnh viện Ansifa đã được thông báo trước khi quân đội Israel tiến vào bệnh viện này. Israel cũng khuyến cáo bệnh nhân và người dân tránh xa cửa sổ, cửa ra vào cũng như cổng của bệnh viện Al-Sifa. Quân đội Israel cho biết họ nhắm mục tiêu vào một số khu vực cụ thể của bệnh viện này nhằm phá hủy các trung tâm chỉ huy quân sự của Hamas bên trong. Theo phát ngôn viên cơ quan y tế ở Gaza, các quản lý của bệnh viện al từ chối lời kêu gọi sơ tán của Israel khi không có quy trình thích hợp để đảm bảo rằng bệnh nhân tiếp tục nhận được sự chăm sóc cần thiết. Ban quản lý bệnh viện al đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cử lực lượng an ninh và thậm chí các phái đoàn quốc tế đến kiểm tra tình hình thực địa tại bệnh viện này nhằm đảm bảo không có hành động quân sự nào xảy ra bên trong bệnh viện.